sao kem dưỡng sau tẩy lông này của thương hiệu Deep Debut này của nhà sản xuất là Floresa, là một trong năm cái nhà sản xuất lớn tại Nga đấy. Và cái kem dưỡng này nó giúp là làm mềm da lông này, ngăn lông mới mọc chậm lại này, và kem dưỡng giúp hoàn thiện quá trình tẩy lông với các chiết xuất hoàn toàn từ tự nhiên này, ngăn kích ứng này. Và bởi vì sau khi tẩy lông ấy thì là da nó sau khi tẩy trở nên rất là nhạy cảm và dễ kích ứng này, mẩn đỏ, thậm chí có một số cơ địa thì còn bị là nhiễm trùng này, phản ứng với lại sáp hoặc kem tẩy này. Hơn nữa là sau khi triệt lông ấy thì là cái lỗ chân lông mở rộng này, và nếu như mà không có kem dưỡng thì nó sẽ để lại rất lỗ nhỏ, nhìn trên bề mặt da rất là xấu ạ, và dễ bị viêm nang lông nữa. Chính vì thế mà chúng ta cần có kem dưỡng để giúp là xe khít lỗ chân lông, đồng thời ngăn kích ứng và viêm ạ. Kem Deep Review này của thương hiệu Floresa này thì nó là một sản phẩm rất là tốt và cần thiết ạ, vì nó chiết xuất hoàn toàn từ tự nhiên này, trong đó thì có những cái chiết xuất từ lô hội thì giúp làm mềm và mịn da sau tẩy lông này, hoa cúc thì chống viêm và ngăn kích ứng này, và ngăn cái viêm lỗ chân lông này. Còn tinh dầu óc chó và cỏ ba lá thì giúp làm chậm quá trình mọc lông lại ạ. Và sản phẩm này thì là được bộ y